Hello xin chào các bạn, mình là Ngọ đây đây. Xin lỗi nha. Hôm nay mình sẽ review món đồ chơi Lego. Tôi và đại ba mẹ là Lego Ninjago. Perfect. Lego Ninjago này bị hoa non. Đây, Lego. Hãng Ari, không phải là Lego, có lẽ có Ninja, con Saw Man, chữ tiếng nào đó, custom, spinner cài, chưa mở đâu. Yên nào mình xem có cái gì trong đó không, đó là không. Rồi, thế này, nghe hay đấy, mình bắt đầu xem. Như vỏ hộp ngoài thì nó không khác gì các hàng khác. Đấy, ở bên đây mình đã mua này với giá 70.000, không cần ra 3.000 đồng qua gặt. Rồi không nói nhiều nữa, vỏ hộp đang làm gì, vỏ hộp đang để cài, thấy cài không Shizu ở trong chế độ không phục vụ, thông tin không chi tiết lắm, vậy là các bộ phận ta sẽ có trong này. Bên này ta sẽ có những bộ phận đâu, bên này là có những cái như là bộ trợ tốc độ của này, tấn công này, phòng thủ này, với cả con quay X1. Rồi là sang bên này lấy đúng đấy, là sẽ có attack này, speed này, defense, rồi có các mẫu khác như là hơi mờ nhá, màn hơi mờ nhá, tầm khác như là gen câu. Đây mình có này, có hai cái này rồi nhưng cũng không biết là mình ra điều khai dây nghe và sensigu rồi gamadon và lo gamadon. Đây là sẽ có khai đây khai như là ngoài dáng hộp thì có vẻ rất là giống, ngoài rất giống thật đấy, nhưng mà không hòa được đâu. Đây rồi, sao đây này, đây đúng rồi đấy, bắt đầu cái họ trước vào sau chả có được làm gì. Đã có thì mình định hụt để mình xem cách thức của mình không em khá bởi vì bộ đây rồi, kéo đây cắt cái này rồi. Cắt chỗ nào đã đây, cắt này đây có mấy chai này không thiếu được cái câu không chơi nó chơi này thấy sao chai này nó lấy kiểu gì mà nó có thể làm cái vỏ hộp đúng yên cái vỏ hộp hàng thật không gì đâu. Mong không có cái gì ở đây rồi. Đây, dần dần. Mình sẽ lấy cái kéo này. Cậy ra. Cậy ra. Nhiều rưu gamer. Không đúng rồi, không được bằng rưu gamer. Mở ra đây, 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 đây. Phát đấy. Rồi. Đây 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 nha, thay vì hàng thật là quyển sách thì chúng ta sẽ có ở đây là một tờ giấy mảnh giấy thôi. Đây
biết mình bật chế độ gì nữa. Đây, bóp cái này ra. Đây là lốc xoáy của hàng Trung Quốc. Nó rất khác hẳn thật nhá. Để tí nữa mình lấy ra mà xem. Có một con đấy, không biết đi đâu. Đầu tiên sẽ lắp nhà vật cái... Không có nhiều đâu, phải đợi. Chính là đúng vậy, chính là nhân vật chúng ta nó rất là tỉ mỉ không? Đây là cái lốc xoáy cai một tí nữa đúng đồ chơi ngay đây luôn. Lốc xoáy cai cái đế đựng đây là attack này, đây là speed. Mình đấy để phòng thủ mình sẽ phải được logo này. Chất lượng nào gần nhà thì đi mà mua ở chỗ cửa hàng đồ chơi, không phải thật đâu, phải rất là chất lượng thế nha.